Tôi là Phạm Quỳnh Hữu Tài. Từ ngày mẹ tôi mất, ngôi nhà này chỉ còn tôi và... Tài, gì ra ngoài chơi đi con, gì đâu mà nằm hoài vậy? Như các bạn đã thấy, do chỉ một mình nuôi tôi, cho nên ba tôi ngày càng khắt khe hơn. Kia là cô Ngọc, một cô hàng xóm xinh đẹp. Ba tôi mê cổ lắm, hiền lành, tốt bụng. Ủa, có liên quan gì tôi đâu? Bỏ cổ qua một bên đi. Đây mới là vấn đề chính mà ba tôi cần chia sẻ. Ba ơi, con biết gì chưa? Hôm nay á, con được 9 điểm môn toán luôn á. Có 9 điểm mà về cũng khoe. Thấy nô con mà chi không? Lúc nào cũng được 10 điểm, 9 điểm rưỡi còn không có nữa chứ đừng nói chi 9 điểm. Ba ơi, hôm nay á, con được 5 điểm môn văn á. Bình tĩnh đi ba, thằng Nino con bà Chi á, có 4 điểm thôi à. Mày học gì mày hay mày học gì người ta? Hả? Rồi sao mày đi so sánh với con nhà người ta hoài vậy hả con? Trời ơi, tao cho mày ăn học bao nhiêu lâu nay rồi mày về mày 5 điểm mày ngoe cho tao. Đi. Cô ba lì xì nè. Cô Tư lì xì tới 1,5 triệu. Kỳ đây là mình giàu rồi. Tiền lì xì nhiều quá. Tài. Dạ. Còn mấy số tiền này bà giữ cho, con cần gì thì nói bà đưa lại. Chứ để một cọc tiền này đi ra đường con hay chạy nhảy rồi nó rớt là mất uổng lắm con. Bà có đưa lại con không? Có chứ. Bà hứa nha. Hứa mà. Bà ơi, cho con xin lại tiền lì xì con gửi ba nha. Con đang cần tiền gấp để mà mua quà sinh nhật tặng bạn con á. Tiền đâu nữa đưa con. Sao ba nói con là ba giữ tiền xài giùm con thôi mà. Quần áo mày mặc ai trả? Tiền ăn, tiền uống, tiền học phí, rồi tiền internet, tiền điện thoại nữa, tiền xăng cổ nữa trời. Bây giờ phải làm gì đây ta? Nếu mà cãi lại thì thế nào cũng bị nói là... Con cái nhà người ta thì á, nói một tiếng là nghe. Còn đằng này nói một tiếng, cãi một tiếng là làm sao? Còn nếu như mình im lặng thì... Con cái gì đâu mà khi dễ cha mẹ. Bây giờ nói không thèm trả lời luôn nè. Làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Nè, ba mày đang chửi nè, phải nhìn mặt ba mày nè. Ha. À, ba ơi ba! Đau bụng của ba ơi. Ai da, đau đầu của ba ơi. À, chán ghê luôn á con với cái. Thấy con nhà người ta không? Có bệnh gì đâu. Yeah, thắng 10 ván liên tiếp, gà đại tỷ, đúng là đồng đội hay. Ủa, con có phải là gà con háo đá không? Sao cô biết? Biết chứ, cô là đồng đội của con mà. Gà đại tỷ. Sao mình kết nối được vậy? Tất cả là nhờ Linh Imobi đó ba. Từ đó về sau, ba không còn cằn nhằn tôi nữa. Tài! Ngoại trừ một chuyện. Làm gì mà kiểm tra có 9 điểm rưỡi vậy? Hả? Thấy ghi nô con bà Chi không? Lúc nào cũng được 10 điểm. Nhưng mà có ngà điểm con cao hơn nó mà ba. Đừng chọc. Anh còn sớm mà. Tôi biết anh muốn tốt cho Tài. Dạ. Yeah. Không muốn Tài tự mãn về thành tích của mình. Dạ. Yeah. Nhưng phải đúng lúc đúng chỗ. Nếu Tài đạt được kết quả tốt, anh nên khen thưởng và động viên để Tài có động lực và phát triển hơn. Tài, con một hành vất vả rồi. Không mấy bây giờ con tạo phòng cho cô với ba bắn nè. Phòng cô với ba bắn gần đi mua bi á. Bây giờ con tạo phòng đi, cả nhà mình cùng chơi. Cả nhà mình. Tải ngay Guinea Mobi trên App Store và Google Play hoặc truy cập ngay www.guineamobi.vn. Guinea Mobi bắn mọi lúc, vui mọi